Chính quyền Venezuela công bố hình ảnh mới nhất Tổng thống Hugo Chavez nghỉ ngơi trên giường bệnh, tiên từ Caracas. Hôm thứ Sáu, hình ảnh Tổng thống Hugo Chavez được công bố sau hơn 2 tháng vắng mặt và hiện diện tại quốc gia Cuba chữa trị căn bệnh ung thư. Tổng thống Hugo Chavez đang nằm trên giường bệnh trong tư thế thoải mái, đọc các tạp chí và hai người con gái đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt Tổng thống Chavez trông có vẻ mệt mỏi sau thời gian dài chữa trị. Hình ảnh Tổng thống Chavez được đăng tải trên tạp chí Grenada, quốc gia Cuba. Chính quyền Venezuela nhận định sau nhiều đợt giải phẫu, Tổng thống Chavez vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải thêm thời gian tịnh dưỡng. Dân chúng Venezuela vẫn còn nghi ngờ căn bệnh ung thư của Tổng thống Chavez đang trong giai đoạn cuối và chấm dứt 14 năm trong quyền điều hành quốc gia Venezuela. Bộ trưởng Khoa học George Ariza công bố hình ảnh ông Chavez trên đài truyền hình quốc gia như có dấu hiệu sự phục hồi và quay trở lại quyền hành tổng thống. Ông Ariza cưới con gái đầu lòng của tổng thống Chavez và hiện đang giữ chức bộ trưởng. Phó tổng thống Maduro trả lời tới các báo chí truyền thông rằng tổng thống đang trong thời kỳ chữa bệnh sau cùng và không bao lâu nữa sẽ quay trở lại Venezuela, nhưng ông Maduro không ra chi tiết chữa trị và thời điểm ngày tháng tổng thống Chavez trở về nước.